Bây giờ mời các bạn theo chân mình vào tham quan cái địa điểm mới này nha các bạn, để xem coi nó có cái gì hấp dẫn không mà người ta giới thiệu cho mình ghé đây. À, trước mặt các bạn là cái đoàn tham quan của mình đó các bạn. À, xa xa thì mình thấy có cái đài phun nước, thấy cũng đẹp đó các bạn ơi. Rồi, các bạn thấy không, cái đài phun nước. À, cái này cái tựa của nó là Institute of Marine Science, tất nhiên là cái học viện của khoa học biển đó nha các bạn. À, ở xa xa đó là cái bảng hiệu đó. À, ok, hôm nay mình sẽ tham quan cái học viện khoa học biển này nha các bạn. À, mình sắp sửa đi vào đây. À, trước mắt là một đài phun nước đấy các bạn thấy không? Mời các bạn đồng hành với mình nha. Trình vé để vào nhớ các bạn. Please show your ticket. Ok, here my ticket. Thank you. Sao biển. Sao biển. Sao biển. À, là đá san hô đầy màu sắc luôn. À, các bạn nhìn thấy những dải san hô đầy màu sắc luôn nha các bạn. À, đúng như cái bảng hiệu người ta đã ghi là colorful, là coral reef, đá san hô. Mình nghĩ là đó là tuyệt vời luôn các bạn, thêm chữ amazing. Ok. Sao
Sứ biển, sứ biển. Sứ biển à? Sứ biển. Ừ. Sứ biển. Đầy màu sắc luôn ha, rất là đẹp. Thank you.
Chào các bạn, thì vừa qua mình đã trải nghiệm cho các bạn xem cái hải dương học của Thái Lan như các bạn rất là hoành tráng, rất là công phu, những loài cá, những loài sinh vật biển rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình xin tạm biệt nha, mình phải về các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Năm mới mình cũng không quên chúc các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng. Chào các bạn nha.